Alo, chào tất cả anh em. Hôm nay là một ngày buổi sáng rất là đẹp. Thì sẵn đây mình chia sẻ một cái video ngắn về một chiếc xe. Thì như anh em đã thấy thì đây là cái chỗ mình vừa làm cái nghi thức gọi là cúng rước xe về nhà. Thì nghi thức này đa phần là những cái xe mới khi mua về á thì nó mới làm. Thì gia đình mới vừa lấy chiếc xe này về. Và xe này tên là chiếc Ford F-150 Power Boost. Chiếc xe này nó khác biệt so với những chiếc xe F-150 khác là vì xe này vừa có động cơ và vừa chạy bằng hybrid. Hybrid là nó có cái pin riêng để mà chạy cái xe này trong tốc độ chậm để mình save được cái ga ha. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua một vòng xung quanh cái xe về ngoại thất và nội thất. Tuy nhiên video này mình sẽ không làm chi tiết, mình chỉ cho các bạn xem một vòng xung quanh cái xe thôi ha. Sau đó thì những video kế tiếp mình sẽ cho các bạn biết rõ hơn, chi tiết hơn về cái xe này. Đây là cái khoang máy của cái xe, nhìn rất là sạch sẽ tại vì xe mới mà gia đình mới mua về. Cái Power Boost, cái này là động cơ đó. Thì nói chung là nhìn cũng khá là gọn gàng, khá là đẹp, cái cách mà Ford họ thiết kế rất là ok. Cái màu xe đặc biệt là màu này cũng rất là hiếm ở đây, khó tìm được màu này lắm, phải đặt cũng khá là lâu tại màu này nó không khác, không giống như là những cái màu đỏ khác. Màu này gọi là màu đỏ chói chang á, nó không giống màu đỏ khác. Ok, để cho các bạn xem xung quanh cái xe trước ha. Cái step bar, cái cửa, cái chữ Power Boost. Màu đỏ đẹp đúng không? Màu này hiện tại giờ như là ở đây chỉ có hai chiếc thôi đó, màu này đó. Đây. Thiết kế phía sau cái đèn nó cũng nhìn cũng khá là ngầu ha, nó bầu ra ngoài vậy nè. Ban đêm sẽ thấy đèn đẹp hơn. Đây, thương hiệu của Ford, lúc nào cũng có cái thương hiệu phía sau vậy. Đẹp. Đây có chỗ cắm nha, trailer. Về tổng quan chiếc xe này thì nhìn nó rất là body, nhìn rất là cơ bắp. Chiếc này tăng tốc cũng khá là dữ nha, không thường đâu á. 430 mã lực. 430 mã lực á. 575 pound feet lực moment xoắn. Xe này nhanh đây. Nhanh tốc độ tăng tốc nhanh hơn cả Raptor V6 nữa. Chiếc này là V6 3.5 EcoBoost, tức là twin turbo, nhưng mà ở đây nó gọi là Power Boost bởi vì Boost. Ngoài V6 3.5 EcoBoost ra nó còn thêm cái motor điện, tức là hệ thống hybrid để tiếp sức và vừa trong khi đó vừa tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm xăng. 100 cây số trong thành phố và ngoài đường cao tốc, tức là ngoài highway đó, là nó sử dụng 10 lít. Trong khi đó các chiếc F-150 mà chỉ động cơ xăng không á, cái máy bằng nhau đó thì nó sử dụng 12-13 lít, trong thành phố có lẽ tới 14 lít. Ok, giờ mình xem nội thất thì, xem chút xíu nội thất bên trong. Sơ qua về nội thất bên trong thôi, mình sẽ làm video chi tiết sau để cái ghế có thể dỡ lên được, dỡ lên đó. Để đồ phía dưới, để dưới này được, có khoang để đồ chỉ là chiếc này không có cái hộc ngay chỗ này thôi. Rất tiếc thì trong video thì bạn không ngửi được cái mùi xe thôi, chứ ở đây ngửi được mùi xe mới nhìn đúng không? Không có gì đặc biệt bằng mùi xe mới, mùi xe mới, mùi da mới. Thấy sao cũng khá rộng rãi, thấy không? Ngồi thoải mái lắm, để chân mà còn dư còn một khúc và để đồ được luôn phía sau. Phía ngay trước. Chỗ này dỡ cái ghế lên nằm được hai người đó. Đây phía trước.
thiết kế rất là đẹp đúng không? Tất cả các cái vật liệu mà họ làm những cái thiết bị phía trước này đó, cái, rất là cao cấp. Cái TV ở giữa này là 12 inch Ford Sync 4A system, tức là có thể update over the air giống như các điện thoại thông minh vậy đó. Khi mà hãng Ford họ làm ra những cái công nghệ mới, họ tự động họ send cái update vô, rồi khi mà mình mở xe lên là mình có cái update mới. Mặc dù cái xe này là cái pickup truck nhưng mà cái thiết kế bên trong phía trước này nó cũng không thui so với cái xe luxury đâu. Nhìn cũng cái này là hàng bán tải luxury rồi. Nhìn nó không, nó bắt mắt. Thiết kế độc đáo. Rồi mình sẽ đi chi tiết cái video review chi tiết về nội thất và ngoại thất sau. Ok. Rồi, rồi cảm giác ơn. Lái rồi như thế nào trong video sau. Ok. Thôi, tạm biệt mọi người nha. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều sức khỏe. Ok, hy vọng các bạn sẽ thích video này. Nhớ đừng có quên đăng ký kênh ủng hộ. Đục cái nút like và cái nút đăng ký kênh. Subscribe. Okay. Smash the like button and subscribe. Cái kênh Journey of the K của mình đó thì nói chung sẽ nói về tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc sống văn hóa ở nơi này.